Thưa quý vị, một tuần lại trôi qua và chúng ta lại gặp nhau trong ngẫu hứng âm nhạc. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục gặp gỡ một ca sĩ nữa. Và cô ấy sẽ mang đến cho chúng ta những câu chuyện thú vị, cũng như những ca khúc mà cô ấy ấp ủ bao nhiêu tháng ngày qua. Thưa quý vị, xin được giới thiệu ca sĩ Sophia. Hello, hello, mình là Sophia đây. Chào em, hôm nay lại gặp nhau nữa rồi. Dạ. Và thủ tục của chương trình là chúng tôi sẽ gửi tặng bạn một từ khóa. Sau đó chúng mình sẽ nói chuyện xoay quanh với nhau trong từ khóa đó. Dạ. Có cả quà nữa. Không phải ai cũng được tặng quà đâu nha. Thích. Lấy giờ em mở ra đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Rồi. Dạ, cho khán giả coi quà để biết là chương trình giàu. Đây là quà của chương trình nha mọi người ơi. Một hộp quà rất là hoành tráng mọi người. Đấy. Rồi ở trong đó có từ khóa của em luôn kìa. Dạ, đây là từ khóa lớp hay còn gọi là lo ve. Tình yêu. Dạ. Tình yêu này chắc là mình sẽ nói về mọi tình yêu trong cuộc sống của em luôn ha. Dạ. Để có thể khai thác ngay đầu tiên thì chắc là mình sẽ nói về tình yêu đôi lứa trước đi. Dạ. Em là một người như thế nào trong tình yêu nhỉ? Dạ em rất là nhõng nhẽo trong tình yêu. Nhõng nhẽo ư? Nhìn bề ngoài thì mình rất là kiểu gồng. Mình có thể là giống như là làm chồng vậy đó. Nhưng mà thực ra là mình rất là mè nheo và nhõng nhẽo trong tình yêu. Ôi ôi. Dạ. Rồi những lúc như vậy thì phía bên kia sẽ phản ứng như thế nào? Có đáp ứng cho em nhu cầu đó hay không? Bên kia chạy hết ạ. Khoan, bây giờ mình sẽ hỏi về tình sử của bạn trước. Trong trong cái hành trình rất dài của tình yêu thì Sophia đã có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, đếm thì chắc đếm không hết đâu. Nhưng mà nếu mà phải nói là mối tình mà sâu đậm nhất á thì là 4 mối tình. 4 mối tình. Dạ. Và bây hiện tại mình có đang ở trong một mối tình nào không? Hiện tại hay là mình ở trong một mối quan hệ phức tạp? Em đang thể hình cũng nhiều quá giờ em cũng không biết sao đó. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ nói về những mối tình khắc cốt ghi tâm đi ha. Dạ. Rồi. Thấy bạn vui vẻ như vậy thì trong tình yêu bạn có phải là người yếu mềm không? Dạ có, em thật ra Sophia đó là người lụy tình. Kiểu giống như là khi mà một khi đã yêu rồi là yêu giống như yêu sống yêu chết, yêu cho hết tất cả luôn. Vâng. Sao mấy nghệ sĩ mà tôi gặp trong ngẫu hứng âm nhạc ai cũng nói thế hết ta? Vâng ạ, vâng thì mình cứ nói thế thôi, còn ai yêu mới biết. Nhưng mà không, mà thật sự là như vậy, Sophia không hề giấu một điều gì đâu. Có ngày hôm nay là có gì chia sẻ thật hết luôn. Trời ơi, vậy mối tình đầu tiên nó diễn ra lúc nào vậy? Vậy lúc thì đó là Sophia 14 tuổi. 14 tuổi? 14 tuổi đã yêu rồi. Gia đình có biết không ạ? Lúc đó là mẹ có nghi ngờ thôi, bởi vì là bạn ấy có chở Sophia về nhà. Nhưng mà chưa dám nói cho mẹ thì đã chia tay rồi. Nhanh vậy? Tôi tính ra cũng quen tầm một năm, hơn một năm á. Một năm. Yeah. Thì đó là lúc mà 14 tuổi là đang học lớp... Dạ, lúc đó đang học lớp 8 hay lớp 9. Lớp 8, lớp 9. Yeah. Thôi, nhưng mà kiểu Sophia trong chỗ lớn lắm, rất là lớn. Nhưng mà lúc đấy là kiểu mình nhìn mình, người ta nhìn vô cứ nghĩ là chắc cũng phải 10, 20. Ồ, oh. Yeah. Còn mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai là quen ở dưới quê anh. Dạ, là một bạn nó cũng ngắn lắm, cũng vài tháng à. Dạ, mối tình thứ ba? Mối tình thứ ba là một anh ở bên nước ngoài. Nếu mà mình được chọn một cái mối tình mà nó để lại nhiều những cái ấn tượng sâu đậm nhất với mình thì sẽ là mối tình nào? Chắc là mối tình thứ tư. Vậy mình sẽ nói sau về nó đi ha. Dạ. Vì sao đối với em nó lại là sâu đậm nhất? Mối tình thứ tư là bạn ấy cùng cùng làm nghề. Dạ. Cùng làm nghề. Nghệ thuật hả? Dạ. Chắc mình không hỏi tên được đâu ha. Dạ. Cùng làm nghệ thuật, bạn ấy làm về phòng thu. Phòng thu. Dạ. Ôi thế là quá hợp lý. Dạ. Bạn ấy làm ca sĩ. Dạ. Bạn ấy cũng làm ca sĩ, cũng làm thanh nhạc luôn á. Dạ. Và bắt đầu bằng cái việc là hiểu nhau trước. Dạ vâng, đúng rồi. Và cảm thấy cảm mến. Dạ. Rồi tình yêu đến khi nào? À, tụi em quen nhau trên máy bay. Trên máy bay? Dạ. Dễ thương vậy, kể lại nghe coi. Thực ra lúc đó là em với bạn đó đi chung một show. Nhưng mà lại không có nói chuyện nhiều lắm. Thì về sau là mới vô tình ấy, là ngồi chung với nhau trên máy bay ấy. Bắt đầu cái bạn ấy bắt chuyện. Xong rồi cái đưa tai nghe cho cùng nghe nhạc chung. Xong rồi bắt đầu nói chuyện với nhau qua lại. Là về sau mãi về sau về Sài Gòn rồi cũng không có nói chuyện nhiều lắm nữa. Kiểu chỉ nhắn tin qua lại, kiểu hỏi vu vơ, giống như là mình sẽ gieo mình cho vui thôi. Xong rồi lúc đó là Sophia có bị mất Facebook. Thì cứ nhờ bạn này kiểu mè nheo, từ than vãn rên rỉ, nhờ bạn này lấy lại dùm cho. Nhưng mà rút cuộc thì cũng không lấy lại được. Nhưng mà được cái mình đã lấy được ai người yêu.
Rồi cái ngày hai người xác nhận là sẽ đến với nhau, cái ngày hôm đó như thế nào? Ngày hôm đấy là Sophia có hình như lúc đấy là do mình xỉn hay sao ấy, xong mình có nói một lời vô tình với bạn ấy đó. Bạn ấy chỉ nhắn tin hoài vậy, phiền quá. tự dưng vậy đó. Xong cái thay thấy bạn ấy buồn, bạn ấy up status buồn. Xong cái mình suy nghĩ, ủa sao mình lại nói như vậy ta, tại sao mình lại làm như vậy ta. Người ta quan tâm mình thôi mà, lúc đấy là chưa có quen chưa gì nha. Mình cũng có tình cảm với người ta rồi, nhưng mà kiểu mình tỏ vẻ, mình chảnh ấy. Mình ra vẻ không phải dễ mà ăn được túi đâu. Kiểu thế. Xong mình suy nghĩ lại, cái mình nghe một bài hát buồn lắm. Lúc đấy là nghe bài của anh Eric. Nghe bài của anh Eric, xong cái nghe thấy buồn. Trời ơi, chắc người ta nghe bài này người ta cũng thấy buồn lắm nhỉ. Mình làm vậy mình hơi quá đáng quá. Xong mình nhắn tin mình xin lỗi. Xin lỗi, xong hai đứa quen nhau luôn. À, tới giờ luôn. Vâng. Trời, dễ thương quá trời. Và em học được gì trong tình yêu này? Dạ, học được là mình phải trưởng thành hơn. Tại vì trong tình yêu thì Sophia nghĩ là mọi người đều sẽ gặp phải, đó là mình khi mình yêu mình sẽ bị trẻ con đi á. Mình sẽ, tại vì trước mặt người đó mình không cần phải giữ hình tượng nhiều quá, xong rồi lâm lên mình cứ bị kiểu mình trẻ con. Mình dần dần là mình cứ phô ra hết tất cả những gì mình nghĩ, mình muốn các thứ. Nhưng mà thật ra bản thân Sophia là muốn là mình phải càng ngày mình càng phải bí ẩn hơn, mình càng phải trưởng thành hơn nữa. Mình sẽ đến ngay cái bài hát đầu tiên đi ha. Bài hát mà bạn chọn để gửi đến Ngẫu Âm Nhạc đầu tiên là gì? Đó là ca khúc Nhớ Người Hay Nhớ. À, đây là một bài rất là hit của Sophia. Mời quý vị cùng thưởng thức. Nhớ người chẳng nhớ ta, nhớ người ta chẳng hay nhớ người, nhớ người chẳng hay nhớ người ta. Trước khi đêm nay cơn tương tư cuốn tôi lơi hơi, tôi phân vân nhớ hay thôi nhớ vậy thôi. Đêm mai sao đêm mai vẫn tương tư nhớ ai bên này, tôi ngân nga nhớ một người chẳng hề nhớ tôi. Anh ơi, hình như cao hơn rồi đó. Em thấy cao thiệt, mà em thấy cao, em còn giữ tông. Khúc kia nó cao lắm. Đúng rồi. Dạ, trời. Rồi em hát khúc cao nhất của em đi. Hay là thôi nhớ thôi, hay là thôi nhớ thêm một lần này thôi, cả một đời. Nhớ người hay nhớ ta. Em dạo cho dạo nhạc nữa chứ. Ờ ha, quên. Em nói không, dạo nhạc xong rồi em mới quay vô cái kia. Nhớ người hay nhớ ta, nhớ người hay nhớ ta như người, nhớ người ta hay nhớ người ta. Nhớ người chẳng nhớ người hay nhớ ta.
cái người bạn này có những cái tính cách gì mà Sophia nghĩ là mình muốn gắn bó với bạn? Người bạn thứ tư đấy ạ. Người bạn thứ tư là hơi trầm tính nhưng mà lại rất vui nhộn. Là Sophia sao? Không hiểu lắm. Trầm tính nhưng lại rất vui nhộn, có nghĩa là im ấy nhưng mà lâu lâu nói phát một là cười nha, là vui nha, rất vui luôn. Nói chung là mình cảm thấy nhiều khi mình bị áp lực ấy, xong mình gặp bạn ấy, xong ấy bạn ấy cũng chịu chọc cho mình cười kiểu bé, thì Sophia cảm thấy mình rất là thoải mái, cảm giác là bạn ấy giống như là người một nhà của mình. Ồ, cảm giác người thân. Dạ, cảm giác thân thiết lắm, không có xa lạ. Đấy là mối tình thứ tư. Vậy thì ngoài cái tính cách dễ thương đó ra thì bạn có thể hiện mình rất là hiểu Sophia không? Thực ra bạn rất hiểu Sophia, nhưng mà có đôi khi bạn ấy kiểu bị ghen. Ừ. Ghen quá. Xong rồi làm cho Sophia cảm thấy bị mệt. Mà bạn ấy giống như kiểu là ghen mà không nói. Ừ. Ghen mà lại kiểu vậy đó. Sao? Sau cái mình cũng kiểu chứ trời đất ơi, giờ mình không hiểu là có ghen hay không nói tiếng. Cái mình chỉ suy nghĩ đơn giản, Sophia kiểu nghĩ đơn giản bình thường, mọi thứ không có gì hết, yêu đương mà sao lại phải phức tạp lên, có gì thì nói, một là một, hai là hai. Nhưng mà bạn ấy lại không như thế, bạn ấy thích đi một vòng vậy nè, thích dắt mình đi một vòng vậy đó. Xong rồi cuối cùng là một cái mục đích là bạn ấy ghen. Thì mình mới nhận ra là nó ok ghen thôi. Nhưng mà cô phải làm sao người ta mới ghen chứ. Nói chung là kiểu Sophia đấy, chung là đối xử với tất cả mọi người đều kiểu là đều là ngọt ngào, đều hòa đồng như nhau á. Xong rồi đâm ra là các bạn nam kiểu bị mình thu hút. Xong rồi mấy bạn ấy cũng cứ về thì cứ nhắn tin qua lại mình thôi. Mình là mình cũng có, nói chung là mình có cái sự là gọi là ranh giới rõ ràng chứ không phải là không nha. Những mà kiểu giống như chắc cái vận đào hoa đó. Rồi cái người ta ghen. Dạ, ta rồi, ghen. Làm sao để mà có thể giải thích rồi làm huề? Cái giây phút đó thì để xem là mình nhớ xem. Lâu quá rồi sao mình nhớ. Giây phút đó là Sophia có nói thẳng luôn, bảo là ủa sao nhớ lúc đấy quạo chi. Thì bạn ấy nói là ừ thì ghen đó. Các thứ biết tiếng Anh rồi. Anh ghen anh chẳng lẽ giờ anh nói ra đúng không? Xong cái Sophia nghĩ vậy chứ. Thì có gì đâu, nói chung là chỉ là bạn bè thôi, bạn ấy cũng là một người đồng tính. Cái bạn mà hay nhắn tin cho Sophia mà hay đi chơi chung cũng là một người độc tính. Và đa số là những bạn trai thẳng thì cũng chỉ gọi là nói chuyện một mức sẽ giao thôi. Còn những bạn mà thân thiết là đều là người đồng tính cả. Chứ không có phải là trai thẳng mà kiểu để tán đâu mà có gì đâu mà lo. Cái bạn ấy cũng yên tâm. Chứ mà Sophia chọn cách giải thích rất rõ ràng, không có để vòng vo. Rồi, nói chung là cô này tính đàn ông. Vâng, rất đàn ông. Rồi, khi mà mình có một cái người bạn cũng là người hỗ trợ mình trong công việc đúng không? Dạ. Có nghĩa bạn này giờ vẫn là người sản xuất những cái bài hát cho Sophia hay sao? Hiện tại thì hai đứa mình vẫn đang là bạn. Và bạn ấy vẫn trong quá trình làm những cái sản phẩm mà ví dụ như là đằng sau hay là demo. Những khi mà Sophia cần những cái việc mà kiểu nó không hẳn là những cái sản phẩm chính thức. Dạ, dạ. Thì Sophia vẫn nhờ bạn ấy làm. Một cái bức tranh lý tưởng về tình yêu đối với Sophia từ khi còn bé tới bây giờ. Một bạn nghĩ về tình hả? Yêu và muốn có một tình yêu như thế nào? Sophia rất là thích kiểu tình yêu nó nhẹ nhàng. Ngày nào cũng ăn uống chung với nhau, tại vì Sophia không thích ăn một mình. Rất là ghét cái cảm giác mà một gia đình mà mình phá một mình. Mình chỉ muốn có một tình yêu mà ngày nào cũng phải ăn uống cùng với nhau, ngủ cùng với nhau. Cãi nhau cũng được, mà cãi nhau phải cãi cho vui. Cãi xong là phải vui, chứ không có cãi xong rồi cái chiến tranh lạnh là Sophia không thích như vậy. Đấy, mình chỉ cần đơn giản vậy thôi, chứ không cần phải quá xa hoa cầu kỳ đâu. Và bây giờ sẽ là bài hát thứ hai. Dạ. Bạn chọn bài hát nào? Sophia chọn bài Chân Ái. Chân Ái, không? Dạ. Cảm ơn. Và ngay bây giờ sẽ là Chân Ái, vẫn tiếp tục với sự hỗ trợ đến từ nhạc công Kỳ Vũ. Yêu nhau thôi đừng hứa xa xôi. Gì em như một thói quen thì vì yêu anh vì từ khoan khoan. Yêu nhau đi con đắn đo gì, sao mà ngừng cái đi, sao mà yêu em à yêu yêu nhau thôi đừng hứa xa xôi. Cái này nó vô rap liền kỹ đấy. Hay là mình bỏ rap nhỉ?
ok bỏ rap luôn đi. Ok. Chương trình khuyến khích bỏ rap. Yêu nhau đi con nói gì xong rồi đầu cái dẹo tân 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 cứ liên tục vậy đó. Xong rồi lại xong rồi lại hình như em xong rồi lại hình như em yêu đôi cần một người giờ đôi tay đã có anh đây rồi hình như em chẳng phải giữa một mình sao anh không mau lại có tỏ tình yêu anh là chân ái. Anh dạo nhẹ ăn cái em vô hát có nha. Gì em phiếu theo rồi okay. Em sẽ với anh. Hình như em yêu đôi cần một người sáng đôi tay nó có anh đây rồi hình như em trong phát sợ một mình sao anh không mau nói câu tỏ tình. Tình yêu thì nó rộng lắm. Dạ. Bên cạnh tình yêu đôi lứa thì chúng ta còn có tình yêu công việc. Không? Ừ. Mình nói về công việc chút xíu đi. À, sắp tới thì Sophia sẽ có những cái dự án gì để giới thiệu đến quý vị khán giả? Hiện tại Sophia và ekip của Sophia đã quay xong một sản phẩm phải gọi là cũng khá đình đám đấy. Đầu tư rất nhiều đấy. Nên mọi người hãy trông chờ nha. Có được bật mí tên bài hay cái gì trước không? Tên bài thì chắc mọi người đợi đến đấy là mọi người xem thôi. Và mình đã mất bao lâu để chuẩn bị cho cái MV này? Thực ra cái khúc này là đáng lẽ là được ra trước ca khúc Nhớ Người Hay Nhớ của Sophia. Nhưng mà vì lý do nào đó mà lại được dời lại thì bây giờ mình bắt đầu mới quay được và đã hoàn thành xong. Bây giờ chỉ đợi tới công đoạn là chỉnh sửa về tung thôi. Và bài hát tiếp theo mà em sẽ gửi đến hôm nay? Bài hát tiếp theo Sophia sẽ dành tặng cho mọi người là một ca khúc của Sophia rất yêu thích của chị Hồ Ngọc Hà. Cũng là một sáng tác của anh Khoa Nhà Tôi Luôn. Ca khúc Rồi Một Ngày Mình Nói Về Tình Yêu. Rồi Một Ngày Mình Nói Về Tình Yêu. Cái bài này nó bây giờ anh đánh nó phải nhanh hơn một tí. Ok ok. Thì anh đang bắt cái tông cái nhịp của em á. Em cứ hát nhanh đúng nha để anh dí theo trước đã.
2, 3. Năm xưa mẹ bảo tôi thế này, khi yêu cẩn thận lòng đắm say. Sai rồi. Này, son trước son này, son này. Rồi, nó chưa có. Này, khi yêu cẩn thận lòng đắm say mới okay, mới là rê đó. Nó ghi lộn. Năm xưa mẹ bảo tôi thế này, rê. Khi yêu cẩn thận lòng đắm say, đừng nghĩ lỗi tôi nhiều okay. Thứ xa xôi, điều gì đến rồi sẽ đến thôi. Son này. Khi yêu phải học cách nhẫn nại. Khi dài dài đúng rồi, nó như vậy đó. Đúng rồi, okay. Nhớ nhịp rồi, anh quên mất cái nhịp. Nhớ nhiều vào thiệt thôi chút không sao. Tìm được nhau thật khó biết bao. Yo. Tình là gì mà người người mới say. Không ngừng nha, ý là nghe là mẹ con nhé. Tình là gì, không nghe có thể rải vào này. Ok ok. Bùng. Nghe lời mẹ con nhé. Tình là gì mà người người mất say. Nhiều người tìm hoài một đời chẳng thấy. Gặp được người nào mà mình muốn lấy. Đừng bao giờ buông cánh tay. Rồi một ngày nếu còn lỡ chia tay thì lòng buồn phiền chuyện thương tình thế đây. Đớn đau sẽ giúp con trưởng thành, cho con thêm sức mạnh. Lại con ơi nghe lời mẹ đã okay nha. Cứ liên tục rồi đó okay. Bài này liên tục. Chuyện thương
cho con thêm sức mơ. Nếu mà nói về tình yêu thì cái tình yêu cuối cùng mà mọi người muốn chia sẻ nhất chắc là tình yêu với chính bản thân mình. Yeah. Khi mà Sofa nghe mình yêu bản thân mình thì em lập tức nghĩ đến điều gì? Yêu bản thân mình, Sofa nghĩ là mình một người phụ nữ biết yêu bản thân mình là phải biết độc lập về tài chính. Ừ. Và biết tự làm đẹp cho mình. Tự làm đẹp cho mình, độc lập tài chính. Và phải tự tin nữa, tại vì Sofa thấy có một vài bạn á, rất là kiểu bị tự ti về bản thân mình nhiều quá. Mình phải tự tin lên thì cuộc sống của mình nó mới có nhiều điều tốt đẹp hơn. Và lại khi mà mình tự tin, mình thần thái thì mọi người nhìn vô, mọi người cũng sẽ cảm thấy rất là tích cực theo giống như mình á. Đó là cái quan điểm của Sophia khi mà mình phải yêu thương bản thân mình. Trước đó thì em có chia sẻ em là một người lụy tình, yêu người khác hơn cả bản thân mình. Thì cái hành trình để mà thay đổi tâm thức từ một cái người lụy tình đến một cái người biết nghĩ cho mình, đó là do bị test nhiều quá anh. Bị những cuộc tình nó test đau quá. Thật sự là khi mà mình bị đày xuống nó quá đau đớn rồi, mình quá là không thể chịu nổi nữa. Cái bị chai lì dần dần đi. Khi lúc đấy mình lại đâm đầu vào công việc, mình lại đâm đầu vào những thứ khác trong cuộc sống ngoài tình yêu. Dần dần là mình sẽ nhận ra được một chân lý là mình phải yêu bản thân mình hơn. Rồi câu hỏi nhỏ cuối cùng thôi. Nếu một nói một lời cảm ơn Khoa đi, nói chung có thể là anh em thì sẽ rất là khó để nói những cái lời bay bướm mà là tình cảm như hôm nay. Lúc nào cũng thô bỉ. Hôm nay có thể nói một lời cảm ơn với bạn thì em sẽ nói gì? Cảm ơn ba tất cả vì đã luôn ở bên cạnh con và đã đến đúng thời điểm. Và bài hát cuối cùng của Ngẫu Hứng Âm Nhạc hôm nay tôi sẽ yêu cầu. Tôi nghĩ là bài này bạn sẽ làm được bởi vì cũng của anh Khoa nhà bạn thôi. Tình Nhân Ơi được không? Dạ vâng, ok, chơi luôn. Chơi luôn nhá, ngẫu hứng mà. Mời quý vị cùng thưởng thức Tình Nhân Ơi, một sáng tác của Châu Đăng Khoa và tiếng hát của Sophia. Nhớ để em đừng lạnh cớ, ôm chặt em đi được không? Lần này thôi cánh tay anh hãy dang sơ, vì em chỉ có một mình thôi, xin hãy để môi kịp môi để hương hôn trên lá hẹn với chân trời, để cho trái tim này chẳng thể nghỉ ngơi, cho trái tim này chẳng thể nghỉ ngơi. Là em luôn á. Ok, giờ là anh à, em có muốn đánh theo cái phách vậy không? Em đang đánh cái bố cục đấy, ok đó. Em có muốn hay là có nghĩa là hay là anh hay là anh muốn đánh bình thường là thì nó không có giật. Thì... không, vừa nãy anh đánh cái kia hay hơn đó. Nhưng mà anh lại muốn nếu mình đánh ngay từ đầu nó sẽ làm bài giật liên tục, hay là lúc đầu mình nhẹ nhẹ lúc sau điều khúc thì mới... ok khúc đầu nhẹ đi, em thấy cái bài này bơi được nhé, bơi cho vui đúng hơn. Rồi rồi ý là anh muốn dành cái đó cho điệp khúc á, cho nó sôi nổi. Rồi, sau cái này là sẽ có gian tấu không? Hay là muốn hát hết một lượt? Không, hát liên tục. Hát liên tục luôn. Tình nhân này đến đây được không? Đến và khẽ ôm vào lòng. Cả thế giới bỗng nhiên như chẳng quan trọng. Tình nhân ơi anh đang ở đâu, làm gì để gặp được nhau, nhận ra nhau ở bên nhau tan vào nhau. Cứ khóc đi em, chuyện tình yêu nào đâu gian đơn, có mấy ai yêu mà không buồn hơn. Tất cả sẽ qua, cuối cùng chỉ còn mình xót xa.
được gì đâu em ơi. Mặc kệ tháng ngày dài trôi, ai cơn vương vấn trên môi, sống mơ quáng cũng phải thôi. Ngỡ như chuyện anh với tôi, rằng mình chẳng làm được đâu. Dù đã hứa lúc ban đầu, chỉ cần cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi từ nãy đến bây giờ, và cảm ơn cả những ca khúc mà Sophia đã dành tặng riêng cho Ngẫu Hứng Âm Nhạc. Em có muốn nói một lời gì với quý vị khán giả hôm nay không? Sophia chúc cho tất cả mọi người một ngày thật là vui vẻ và chúng ta hãy giữ sức khỏe nha. Cảm ơn cả Kỳ Vũ nữa, người đã hỗ trợ cho Sophia trong những ca khúc mà bạn gửi đến cho Ngẫu Hứng Âm Nhạc. Thưa quý vị, chúng ta sẽ còn nghe thêm được rất nhiều những câu chuyện cũng như là những bài hát thật hay đến từ các ca sĩ khách mời nếu quý vị cùng chúng tôi theo dõi Ngẫu Hứng Âm Nhạc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.